Chào mừng anh chị trở lại với channel Dùng Bất Động Sản Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay Dùng chia sẻ tới anh chị một lô đất rất là đẹp anh chị, vuông vức nở hậu, nó nằm tại là Bầu Trinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Lô đất này thì có mặt tiền đường nhựa hơn 6m anh chị, 40.3m mặt tiền đường, sâu cảnh 73m, nó nở hậu 41m, với tổng diện tích là 2.904m², đất phủ hồng, khu dân cư, đường nhựa, đường thông anh chị ạ. Đó, thì từ vị trí lô đất anh chị, nếu mà mình kết nối ra quốc lộ 56 á, thì tầm 1 km, còn đi về Ủy ban Nhân dân xã Bầu Trinh thì khoảng tầm là 1.5 km anh chị, đường thông khu vực anh chị nhé. Đây là hướng này thì mình đi về Ủy ban Nhân dân xã Bảo Trinh này anh chị. Đường nhựa, đường thông khu vực. Còn nếu mà từ vị trí lô đất mình đi về trung tâm của thị trấn Ngải Giao là tầm 1.8 km anh chị. Khu vực này dân cư rất là đông đúc. Và hiện tại thì trên đất là đang trồng tiêu anh chị. Trồng tiêu rất là đẹp, trái rất là nhiều, rất là sai trái, rất là tốt. Lô đất thì bằng phẳng, nó ranh giới là rất là rõ ràng và có rào lưới B40 anh chị. Anh chị có thể nhìn thấy là cũng cái hình đất nó cũng rất là vuông vức như từ trên cao nhìn xuống đấy. Thì với lô đất này á, là gia chủ đang muốn chào bán là 150 triệu một mét ngang thôi nha anh chị. Thì tổng lô là 6 tỷ cho một lô đất là ngang 40m, mặt tiền đường nhựa, sâu là 73m, nở hậu 41m. Đó. Đó, thì vừa rồi Dùng gửi tới anh chị một số cái thông tin cơ bản cũng như là hình ảnh thực tế của cái lô đất này. Thì anh chị nào quan tâm tới sản phẩm này và cảm thấy nó phù hợp với nhu cầu của mình thì có thể liên hệ Dùng qua số điện thoại 0908 741 668 nha anh chị. Bên cạnh thì nếu anh chị quý nhà đầu tư nào mà đang cần thanh khoản những cái bất động sản của mình ở thị trường Bà Rịa Vũng Tàu thì có thể liên hệ Dùng sẽ đi quay những cái thước phim thực tế cũng như cùng anh em đi review và gửi cho anh chị những cái tư liệu để anh chị có thể là mang đi ký gửi các anh chị môi giới khác hỗ trợ vấn đề thanh khoản được tốt hơn nha anh chị. Tất cả là miễn phí. Đó thì nếu anh chị nào yêu thích thì cho Dùng xin một like cũng như là một đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo mới nhất từ những sản phẩm Dùng đăng lên, để anh chị là có thể lựa chọn được những cái sản phẩm nào phù hợp nhất với nhu cầu của chính mình.
Một lần nữa Dũng xin cảm ơn và hẹn gặp anh chị ở những sản phẩm nhà tốt tiếp theo ạ.